Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 19 tháng 5, chương trình Ngày này năm xưa hôm nay xin được mở màn bằng sự kiện diễn ra đúng vào ngày này cách đây 125 năm. Ngày 19 tháng 5 năm 1890, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sinh ra ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Ông là người đầu tiên truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào nước ta, sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam và nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 trong một gia đình nhà nho, nguồn gốc nông dân ở làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, nơi có truyền thống đấu tranh kiên cường chống ách thống trị của thực dân phong kiến. Hoàn cảnh xã hội và sự giáo dục của gia đình đã ảnh hưởng sâu sắc đến người ngay từ thời niên thiếu. Với tinh thần yêu nước nồng nàn, thương dân sâu sắc, sự nhạy bén về chính trị, người đã bắt đầu suy nghĩ về nguyên nhân thành bại của các phong trào yêu nước lúc bấy giờ và quyết tâm ra đi tìm con đường để cứu dân, cứu nước. Tháng 6 năm 1911, người đi ra nước ngoài. Suốt 30 năm hoạt động, người đã đi đến nước Pháp và nhiều nước châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Mỹ. Người hòa bình với những phong trào của công nhân và nhân dân các dân tộc thuộc địa, vừa lao động kiếm sống, vừa học tập hoạt động cách mạng và nghiên cứu các học thuyết cách mạng. Năm 1917, thắng lợi của cách mạng tháng 10 Nga và sự ra đời của quốc tế Cộng sản đã đưa người đến với chủ nghĩa Mác-Lênin. Từ đây, người đã nhận rõ đó là con đường duy nhất đúng đắn để giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp. Hồ Chí Minh còn là một nhà cách mạng, sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, một trong những người đặt nền móng và lãnh đạo công cuộc đấu tranh giành độc lập toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam trong thế kỷ 20. Ông là người viết và đọc bản tuyên ngôn độc lập Việt Nam khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong thời gian năm 1945 đến năm 1969. Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam trong thời gian năm 1951 đến năm 1969, Hồ Chí Minh đã được tạp chí Time bình chọn là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất của thế kỷ 20. Đúng vào ngày kỷ niệm sinh nhật lần thứ 56 của Bác Hồ, ngày 19 tháng 5 năm 1946, cầu Hàm Rồng Thanh Hóa đã được khánh thành. Cầu Hàm Rồng cũ do Pháp xây dựng năm 1904 là cầu vòm thép không có trụ ở giữa. Cầu này bị Việt Minh phá hủy vào năm 1946 trong chiến dịch tiêu thổ kháng chiến. Năm 1962, cầu Hàm Rồng mới được khởi công xây dựng, khánh thành vào ngày 19 tháng 5 năm 1964. Đây là cây cầu rất nổi tiếng trong chiến tranh Việt Nam, là trọng điểm của cuộc đấu tranh đánh phá và bảo vệ giao thông. Các đơn vị bảo vệ cầu đã chiến đấu hàng trăm trận, bắn rơi 100 máy bay các loại. Không quân Việt Nam tại đây bắn rơi 4 máy bay Mỹ. Trung đoàn pháo phòng không 228 bảo vệ cầu Hàm Rồng đã bắn rơi 90 máy bay, được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và được mang tên Đoàn Hàm Rồng. Ngày 19 tháng 5 năm 1959, thành lập đoàn 559 mở đường Trường Sơn, đường mòn Hồ Chí Minh chi viện cho miền Nam. Lúc đầu đoàn chỉ có ban chỉ huy đoàn, đoàn vận tải bộ 301 và các bộ phận xây dựng kho, bao gói, sửa chữa vũ khí, trang bị. Cả đơn vị và cơ quan gồm 500 cán bộ chiến sĩ. Một sự trùng lập ngẫu nhiên nhưng đầy ý nghĩa. Ngày đoàn chính thức nhận nhiệm vụ cũng là kỷ niệm ngày sinh nhật lần thứ 69 của Bác Hồ, nên đoàn đề nghị được lấy ngày 19 tháng 5 năm 1959 là ngày truyền thống của đoàn và đoàn công tác quân sự đặc biệt được lấy tên là đoàn 559. Và như là một biện chứng cho đường Trường Sơn được đoàn 559 khai phá sau này cũng được chiến sĩ đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế gọi là đường Hồ Chí Minh. Bằng sự cống hiến to lớn của mình, bộ đội Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh đã được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và tặng thưởng huân chương sao vàng, huân chương Hồ Chí Minh, huân chương công quân hạng nhất, nhì, ba. 82 đơn vị, 47 cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, hàng vạn cán bộ chiến sĩ được tặng huân, huy chương và các danh hiệu cao quý khác. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin về ngày thành lập đoàn 559 mở đường Trường Sơn đã khép lại chương trình Ngày này năm xưa hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này ngày mai.